chuốt lương. Ngày xưa, có hai vợ chồng, một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp Trung Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về. Một ngày kia, thuyền đã chứa đầy hàng. Chồng từ giã vợ ra đi và hứa hẹn một chuyến đi suôn sẻ. Thuyền đi ra biển suốt 5 ngày đêm thì tới thị trấn. Chàng bảo thủy thủ bỏ neo ở một bến tấp nập nhất, rồi lên bờ đi tìm nơi nghỉ trọ và mối bán hàng. Chào ngài, ngài có thuyền hàng lớn như vậy, chắc hẳn đang muốn tìm mối làm ăn lâu dài. Nếu không chê tệ xá nhỏ hẹp, xin mời ngài lên nghỉ ngơi trong những ngày thuyền đổ tại đây. Ngài muốn thế nào ạ? Chúng ta mới đến đây, chỗ nào cũng giống như nhau cả thôi. Bà đây đã rất vui vẻ, nhiệt tình đón tiếp chúng ta. Vậy thì hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Phải đấy, chúng tôi sẽ luôn tiếp đón chu đáo mà. Xin mời. Hôm ấy, thương nhân được chủ nhà là mụ Lường tiếp đón rất nồng hậu. Sau đó, chủ dẫn khách đi thăm nhà. Các phòng bày biện nói lên sự giàu có quá sức. Đây là con rùa rất quý giá, đó là bảo bối gia truyền của gia đình tôi. Chà, vậy thì con rùa này chính là một món bảo bối rồi. Đêm hôm ấy, một tiệc lớn bày ra, chủ nhân ăn mặc rất mỹ lệ, chuốc chén mời mọi người. Xong tiệc, họ được mời đi nghỉ ở một buồng có những chiếc giường rất xinh xắn. Đứng lại ngay! Mấy cái tên kia, các người dám đánh cắp con rùa vàng của ta, hãy mau trả lại đây! Trong các ngươi, có ai lỡ dại dột cầm con rùa của người ta không? Thưa ông, không có, chúng tôi không có làm. Chắc có sự hiểu lầm nào đó ở đây, chúng tôi không có ai lấy con rùa của bà hết. Có ai lấy mà lại tự nhận là mình lấy đâu cơ chứ? Người đâu, khám thuyền đi! Không ai được tùy tiện khám thuyền của tôi, trừ phi có quan chức đến đây. Bằng không, tôi không cho phép bất cứ một ai đặt chân lên thuyền. Đoán trước được những điều thương nhân vừa nói, mụ Lường đã cho gọi trước quan và lính đến. Mụ trình bày việc mất trộm và đổ lỗi cho người nhà phú thương lấy mang đi. Thưa quan, tất cả những lời bà đây nói đều là vô căn cứ. Nếu như trên thuyền của chúng tôi không có con rùa vàng của bà thì sao đây? Thì tôi sẽ trao lại tất cả của cải, nhà lầu và mọi thứ ở trong đó. Còn nếu như có con rùa vàng của chúng tôi ở trên thuyền của ngài thì sao? Nếu có, tôi cũng sẽ mất cả thuyền hàng và người ở đây cho bà. Làm sao mà qua được cửa ải của ta đây? Đêm hôm ấy, nhân lúc phú thương và những người thân cận đang ăn uống, mụ Lường đã sai người đầy tớ mang rượu thịt có bỏ thuốc mê vào và sai đầy tớ ra đưa cho người canh thuyền của phú thương. Người canh thuyền không hề đề phòng gì, anh ăn uống no say rồi lăn ra ngủ. Chỉ đợi có vậy, tên đầy tớ theo lệnh của mụ Lường nhét con rùa vào trong kiện hàng trên thuyền của phú thương. Thưa quan, quả có con rùa vàng ở trên thuyền của thương nhân. Trời ơi, làm sao lại có việc như vậy được cơ chứ? Các ngươi còn chối cãi được nữa không? Tàn chứng vật chứng đã rất rõ ràng rồi. Tất cả thuyền hàng này thuộc về ta, các ngươi cũng sẽ trở thành đầy tớ của ta luôn. Trời ơi, làm thế nào để thoát khỏi cảnh cơ cực này đây? Đạo sĩ ơi, người có một quả bưởi sao không ăn mà lại cứ nhìn nó mãi vậy? Bưởi này không phải dùng để ăn đâu. Thế thì dùng làm gì? Nó dùng để nhắn tin tức với bất cứ người nào trong thế gian. Thật vậy sao ạ? Nhắn bằng cách nào vậy thưa đạo sĩ? Hãy viết một bức thư, dùng dao rạch một chỗ ở đằng cuối rồi nhét thư vào, đưa ra trước bến này, khấn to tên và chỗ ở của người mà mình muốn nhắn, rồi vứt xuống nước và nói: bớ bưởi, hãy đi cho được việc. Tự khắc nó sẽ vượt sông vượt biển đến tận tay người đó, dù xa bao nhiêu cũng không thất lạc được. Trời ơi, đúng là thứ mà con đang cần. Xin ngài, ngài có thể bán lại cho con quả bưởi này được không? Thật ra đã biết được phần nào câu chuyện của con, ta mong rằng quả bưởi này sẽ giúp con được gì đó. Trong bức thư, thương nhân đã kể cho vợ nghe toàn bộ sự tình. Bởi vậy, người vợ đã nắm được hết mưu mô của mụ. Quả không sai, mụ Lường vẫn định bỏ con rùa lên thuyền của vợ thương nhân để vu vạ như mọi khi. Tiếc thay, vợ thương nhân đã biết và nàng cho người mang con rùa trả về chỗ cũ.
mụ lường mất tất cả. Mình ơi, 3 năm qua mình đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi, thật tội cho mình quá. Ta cũng nhớ gia đình mình lắm, may mà có quả bưởi kỳ diệu, nếu không chẳng biết chúng ta phải xa nhau đến bao giờ nữa. Xin tạ ơn trời đất. Quá phẫn uất và mất hết của cải, mụ lường nhảy xuống sông tự tử. Vợ chồng thương nhân can ngăn nhưng vẫn không kịp, Đức Phật cho mụ hóa thành cá he. Sự tích hoa lan đốm. Đại tiên nữ, đại tiên nữ. Kukusa kính chào đại tiên nữ. Kukusa, thời gian qua con tu luyện rất tốt. Chính vì thế, hôm nay ta đến đây để giao cho con thử thách cuối cùng. Dạ, đa tạ đại tiên nữ. Xin người hãy giao phó cho con nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc ạ. Với thử thách này, con sẽ được trải nghiệm là một người mẹ thật thụ. Lần lượt, con sẽ sinh ra 3 đứa trẻ. Con phải chăm nom, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng cho thật tốt. Dạ vâng, thưa đại tiên nữ. Nhiều ngày sau. Ôi da, mệt quá. Thử thách lần này thật quá là nặng nề. Sắp đến lễ hội mùa xuân ở thung lũng cây sồi rồi. Năm ngoái cũng ở lễ hội đó, ai ai cũng phải ngưỡng mộ về bộ váy lộng lẫy và vũ điệu duyên dáng của mình. Giờ thì với bộ dạng này thì làm sao mà mình múa được nữa chứ. Wow, lễ hội mùa xuân năm nay đông vui quá. Mọi thứ được trang hoàng thật là đẹp. Ủa, chưa thấy Kukusa đến nhỉ? Thôi nào, nín đi chứ. Nín đi mà. Ôi, trong gương kia là mình đấy sao? Dù gì thì mình cũng sắp tu luyện thành công rồi. Lúc này đại tiên nữ cũng không ở đây. Chi bằng mình mang đứa trẻ này đến vương quốc loài chim, nhờ mấy chim mẹ khéo léo ở đấy chăm sóc. Khi ấy mình mới rảnh rang mà đi lễ hội được. Khổ thân chị chích kìa. Hôm qua gió lớn làm sập góc nhà, khiến quả trứng của chị ấy đang ấp bị vỡ mất rồi. Tôi cũng vừa qua thăm chị ấy xong. Hả? Chị chích kìa vừa bị mất con ư? Đứa con bé bỏng của mẹ. Chị chích kìa ơi. Kukusa, cô thật sự giao cho tôi đứa bé này ư? Đúng vậy, hãy chăm sóc nó cho tốt nha chị. Ôi, tôi sẽ yêu thương, chăm sóc nó bằng tất cả trái tim của mình. Xin chào mọi người, tôi đến rồi đây. Wow, Kukusa đến rồi. Xin chào Kukusa. Kukusa ơi, múa một bài đi. Sau lần đầu cho chị chích chòe đứa bé để được tự do vui chơi và nhảy múa, đến lần thứ hai và lần thứ ba, khi đứa trẻ vừa chào đời, Kukusa cũng liền mang đến vương quốc loài chim. Đây, chị hãy chăm sóc cho đứa trẻ này nhé. Kukusa, cô trao cho tôi đứa bé thật ư? Ừ. Chị Bạc Má ơi, hãy giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này đi. Sau khi cho đi những đứa trẻ, Kukusa chẳng chút mảy may quan tâm đến chúng nữa. Ngày qua ngày, Kukusa mãi mê với những hội hè và vũ điệu sôi động. Sắp tới ngày đại tiên nữ trở lại ngôi làng của chúng ta rồi. Không biết lần này ai sẽ là người tu luyện thành công nhỉ? Tôi nghe nói lần trước đại tiên nữ đã giao nhiệm vụ đặc biệt cho Kukusa. Chắc chắn lần này Kukusa được lựa chọn rồi. Dạo gần đây mình hay mệt mỏi quá. Đến ca hát, nhảy múa cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Nhưng mà trước khi đại tiên nữ đến, chắc mình phải đi đòi lại bọn trẻ mới được. Mẹ ơi,
Con không đi với cô ta đâu. Nhưng ta mới là mẹ của con mà. Không, cô không phải là mẹ tôi. Ôi, cô Cù Sa ơi, từ khi cô giao đứa trẻ này cho tôi, cô chẳng hề quay lại một lần hỏi han gì đến nó. Này bỗng dưng cô trở lại đòi đón nó đi, thế thì sao được? Nó cũng đã lớn rồi, hãy để nó quyết định đi. Con không đi đâu với ai cả, con ở đây với mẹ chết về của con. Tôi không cho cô đón đứa bé đi đâu. Sao cô không trở về mà đi múa đi hát nữa đi? Đừng có mà tìm đến đây nữa. Ủa, đây là nhà chị Bạc Má mà, sao lại trống trải thế này? Mấy năm trước trong cơn bão lớn, nhà chị Bạc Má gặp nạn không qua khỏi. Rồi thời gian sau cũng không biết đứa con của chị ấy lưu lạc nơi đâu. Ôi, cái con của tôi, sao mình lại đau lòng như thế này? Cucosa, hãy nói cho ta biết lý do khiến con đau lòng là gì. Đại tiên nữ, con sai thật rồi. Lũ trẻ đứa thì không chịu nhận con là mẹ, đứa thì con còn không được gặp mặt, đứa thì con không còn biết nó sống hay là chết ra sao. Điều đó bóp nghẹn trái tim của con. Đã hiểu được thế giới con người thì con phải hiểu được sợi dây gắn kết của tình mẫu tử. Nhưng con lại chỉ ham vui cho bản thân mình, những cái vui trong thoáng chốc. Ta rất tiếc khi phải nói cho con biết là tất cả công sức tu luyện từ trước đến nay của con đã tan thành như khói mây rồi. Hả? Mẹ, con vừa gọi ta là gì? Nhắc lại ta nghe nào. Mẹ, con nghe nói mẹ đã qua nhà mẹ Bạc Má để tìm con. Con là con của mẹ đây. Ôi, con của ta, ta đã không hiểu hạnh phúc là gì cho đến khi tiếng gọi mẹ cất lên. Ôi, con của ta. Bao nhiêu công sức tu luyện, thế nhưng chỉ vì ham vui và sự vô tâm khi bỏ rơi những đứa con của mình đã khiến Cucusa chẳng những không thể thành tiên mà còn bị hóa kiếp thành một loài hoa trắng nhỏ. Và trong những giây phút cuối cùng, khi nghe được tiếng gọi mẹ, giọt nước mắt hối hận trong Cucusa như vỡ òa. Và trên cánh hoa trắng ngần đó, những giọt nước mắt hiện lên như sự ân hận vô bờ bến. Từ đó, người đời gọi loài hoa ấy là hoa lan đốm hay hoa nước mắt nàng Cucusa. Những viên thuốc an thần. Chị Hoa mua sách gì mà nhiều thế? Tôi mua mấy quyển sách y học tham khảo cho con bé An. Nó sắp thi cuối kỳ nên bận học lắm. Hôm nay mới sáng sớm cũng đã lên thư viện rồi. Ủa, nhưng tôi mới thấy con bé An ở phòng triển lãm tranh khu phố bên mà. Hình như có cuộc thi vẽ nào đó, nhiều người tập trung ở đó lắm à. Chị có nhìn nhầm con bé An nhà tôi không? Nhầm là nhầm sao, tôi nhìn rõ lắm mà. Em mới gặp chị Loan hàng xóm. Chị ấy kể thấy cái An nhà mình tham gia một cuộc thi vẽ tranh vớ vẩn nào đó anh ạ. À. Thế mà nó nói dối em là lên thư viện đó. Con chào bố mẹ. Con đi đâu giờ này mới về? Sáng nay con đã nói là con lên thư viện đọc thêm tài liệu rồi mà. Vậy mà có người lại thấy con ở chỗ thi vẽ tranh đấy. Đống tranh này con cất giấu ở dưới phòng kho phải không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi mà con vẫn không từ bỏ cái trò vẽ vời vớ vẩn ấy hả? Mãi mới đổ được vào trường y mà không lo tập trung học hành. Ôi không, con xin lỗi vì đã nói dối, nhưng xin mẹ đừng nói việc vẽ tranh là trò vớ vẩn như thế. Mẹ nói đến thế mà con vẫn không hiểu sao? Họa sĩ vẽ vời chỉ dành cho mấy người mơ mộng, chỉ có làm bác sĩ mới thành tài, mới được người ta tôn trọng thôi. Mẹ con nói đúng đấy, đại học y đâu phải ai muốn vào cũng được đâu, cố mà học con ạ. Con phải nhớ, con là niềm tự hào của cả gia đình mình. Mai này con có thành bác sĩ danh giá thì bố mẹ cũng được nở mày nở mặt. Bố mẹ vất vả lo cho con ăn học, con đừng phụ công lao của bố mẹ. Thôi, con lên phòng ôn thi đi. Con hiểu rồi.
Đến bao giờ bố mẹ mới hiểu con thật sự không muốn trở thành bác sĩ? Con chỉ muốn được vẽ thôi mà. Sao hôm nay thầy cho nghỉ giải lao muộn vậy? Thế này không kịp lẻn vào lớp rồi. An, làm gì mà giờ mới đến lớp hả? Dạ, em chào thầy ạ. À, hôm nay mẹ em bị ốm, em phải ở nhà chăm sóc nên muộn mất tiết đầu ạ. À, vậy hả? Nhưng lúc sáng đi làm thầy còn gặp mẹ em trên đường mà. An nè, dạo này thầy thấy em học hành chểnh mảng, em có thực sự muốn theo ngành y này hay không vậy? Em sẽ cố gắng hơn nữa. Thầy không biết tại sao em lại thi vào đại học y, nhưng nếu xác định theo đuổi nghề bác sĩ thì không thể có thái độ học tập như này được. Nếu em cứ học hành lằng nhằng như thế này thì sau này có thể hại cả mình và cả người khác đấy. Em hãy suy nghĩ kỹ lời thầy nha. Thôi vào lớp đi. Sao lại đi muộn thế? Tiết này ôn tập cuối kỳ nên quan trọng lắm đấy. Hôm qua tớ lại bị bố mẹ mắng về việc học hành nên chán, chẳng muốn đến trường. Mệt thì để tớ lấy vở giáp hộ bài hôm nay cho vậy. An này, đây là thuốc gì thế? Không có gì, chỉ là thuốc bổ thôi ấy mà. Hôm nay bác Liên biết hai mẹ con mình sang chơi thì sẽ vui lắm cho xem. Trời đất ơi, cứu với, có người bị ngất. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi. Trời ơi, ông ấy tím tái hết mặt mày rồi, đáng sợ quá. Thế này, liệu có chờ được xe cấp cứu đến không? Nghe nói ông ấy có tiền sử đột quỵ, nguy hiểm lắm. Có ai ở đây biết về y khoa không? Cứu chồng tôi với, cứu đi bà. Con gái của tôi học y nè, cháu nó có thể sơ cứu được, mọi người mau tránh ra. Cháu ơi, ông ấy thở càng ngày càng yếu hơn rồi kìa. Chết rồi, sao lại nôn thế này? Phải làm thế nào tiếp bây giờ? Mai có cô sinh viên y này giúp sơ cứu, chứ không sợ không đợi được xe cấp cứu đến mất. Em là sinh viên y thật sao? Thấy nạn nhân bị nôn mửa mà không biết đặt nghiêng người ông ấy về một bên hả? Đợi thêm một lúc nữa, ông ấy có thể hít phải các chất nôn vào phổi rồi tắt đường thở đấy. Trời ơi, thế mà nhận mình là sinh viên y khoa, sau này mà thành bác sĩ làm ăn như vậy ẩu quá trời à. Có thật con là sinh viên y năm 2 rồi không thế? Những kỹ năng sơ cứu căn bản cũng không biết. Con làm mẹ xấu hổ quá đi thôi à. Suốt ngày cắm đầu vào vẽ vời nên mới chểnh mảng việc học đúng không? Học y rất khó, con phải chịu khó chứ. Con phải biết là con là niềm tự hào. Thôi được rồi mẹ, con biết rồi. Từ nay, mẹ cấm con không bao giờ được đụng vào tranh ảnh nữa. Này thì vẽ vời này. Sao mẹ lại làm như thế? Đây là tranh của con mà. Đây là thuốc gì thế? Sao con lại phải uống thuốc? Thuốc an thần đi mẹ ạ. Con phải dùng thuốc để bình tĩnh lại. Lúc nào bố mẹ cũng ép con phải học y, phải thành bác sĩ. Bố mẹ nói vẽ tranh là vô bổ, vớ vẩn. Nhưng nó mới là ước mơ thật sự của con. Mỗi ngày con đến trường đều cảm thấy rất mệt mỏi. Con chẳng tiếp thu được chút kiến thức nào. Mẹ thấy rồi đấy, con suýt nữa hại chết người rồi. Con nói gì vậy? Mẹ biết học y rất vất vả, nhưng con hãy cố gắng lên. Không mẹ ơi, đó không phải là ước mơ của con, đó là của bố mẹ. Con thật sự mệt mỏi rồi, con không muốn tiếp tục làm việc mà mình không thích nữa. Con sợ con sẽ phát điên mất. Mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ không ngờ là bố mẹ đã đặt áp lực lên con lớn như vậy. Nếu con thật sự không thích làm bác sĩ thì bố mẹ sẽ không ép con nữa. Mẹ nói thật chứ, bố mẹ sẽ không bắt con học y nữa chứ? Ừ con yêu ạ. Mẹ xin lỗi vì nhận ra quá muộn. Từ giờ đừng cố chấp vá ước mơ của bố mẹ, mà hãy bắt đầu ước mơ của riêng con đi. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Món hàng nguy hiểm.
Xưa kia, ở Ấn Độ, có một vùng đất đai cằn cỗi, không thể trồng nổi loại cây gì. Cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ. Đất đai chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng giúp ích được gì cả, thêm bực vào thân. Đau quá. Trời ơi, cái lớp xe cũ hại mình rồi. Anh có sao không? Ôi trời ơi, máu chảy nhiều quá. Mau lên xe, tôi đưa anh đi băng bó vết thương. Tôi không đi được, còn hàng hóa nữa. Ôi trời ơi, đến lúc này còn nghĩ đến hàng sao? Băng bó xong quay lại lấy cũng được mà. Hả? Trong chum vải này là cái gì nhỉ? Dạ, ngon quá. Thì ra là xe chở cà ri đậu. No thật. Chắc chủ xe chưa thể quay lại kịp. Gia đình ta và cả thôn này đang đói kém, phải giúp họ có cái ăn mới được. May quá, đang lúc đói khát tự nhiên có đồ ăn. Nhanh lên, chúng ta phải khuân hết số cà ri đậu này về trước khi họ quay lại. Nhờ có Hamid nhanh trí mà mấy ngày liền nhà ta đều có cái ăn ngon. Ở gần núi thì nhờ núi, gần nước thì nhờ nước mà kiếm cái ăn. Tôi tính rồi, chúng ta có thể kiếm ăn từ những xe chở hàng qua đây. Ngày ngày túc trực xem xe nào gặp sự cố mà thu hoạch. Đúng rồi, thế mà từ lâu chẳng nghĩ ra. Nhìn kìa, có xe đến. Anh Amit, sắp hết ngày rồi mà chẳng có xe nào gặp sự cố cả. Bực thiệt á. Không xe nào gặp sự cố thì phải làm cho nó gặp sự cố. Đêm nay chúng ta hãy đào khoét mặt đường, tạo ra nhiều hầm hố hơn nữa. Nếu cần thiết thì rải đinh nhọn khắp nơi. Đây là con đường độc đạo ra thị trấn, các lái xe không thể chọn con đường khác. Trời ơi, vừa hôm qua không đến nỗi nào, sao hôm nay lắm hầm hố thế? Đó, đào hầm hố khiến xe không gặp sự cố thì cũng phải đi chậm rì, thu hoạch thật dễ dàng. Dần dần, Amit và đám thanh niên ăn trộm một cách công khai. Con đường thô sơ cạnh ngôi làng nhỏ trở thành cung đường tử thần của cánh lái xe. Bắt lấy bọn chúng, lộng hành trộm cướp quá rồi. Bắt lấy chúng. Cảnh sát đã chú ý rồi, ta phải đề cao cảnh giác và làm việc chuyên nghiệp hơn. Phải có một đội chuyên canh gác và báo động, đội còn lại yên tâm thu hoạch. Nhất trí, Amit đúng là thông minh thiệt. Nhanh lên, chạy đi thôi, cảnh sát đang đến rồi kìa. Bọn chúng hoạt động có tổ chức và rất tinh vi. Hơn nữa, đây là địa bàn của họ, lực lượng của ta lại quá mỏng, làm sao bắt giữ được chứ. Ôi, có chuyện gì thế này? Đã mấy ngày rồi mới gặp một con mồi, nhanh tay lên. Xin đừng lấy hàng của tôi, làm ơn đi, tôi sẽ bị ông chủ phạt đó. Đó là việc của ngươi, bọn ta lo thân mình không nổi đây. Xin đừng lấy hàng của tôi mà. Mau biến ra. Trời ơi, chuyến hàng đầu tiên của tôi. Một bao bột mì này nhà tôi ăn được cả tháng đó. Đó là bột sản xuất công nghiệp axit boric, cứ ăn vào cho đáng đời lũ cướp bóc, làm ác thì phải trả giá thôi. Nếu con gặp người nào làm điều ác với con, hãy giúp họ trở thành lương thiện. Muốn vậy, con phải dùng tình thương. Tình thương sẽ thức tỉnh được thiện tâm của họ, khiến họ từ bỏ được ác niệm. Không được, lỡ họ ăn phải bột đó thì chết. Đây rồi, chạy theo con đường của bột trắng sẽ tới. Hôm nay thu hoạch khá lắm, mỗi đứa một bao bột mì về đi. Anh Amit, con đói quá, em vừa lấy chút bột nấu tạm cho con ăn đây. Dừng lại. Nè, ngươi làm gì thế? Ta cho một trận bây giờ. Đúng đó, cho nó một trận đi. Xin các anh, đó là bột axit boric có độc tố, chỉ dùng để sát trùng hoặc làm thuốc trừ sâu, ăn vào sẽ chết người đó. Bọn ta tuy không có học hành gì, nhưng không dễ bị dọa như vậy đâu. Mau phát bột về đi. Số bột ấy không trả cho tôi cũng không sao, nhưng xin các vị ngàn vạn lần không được ăn đâu. Ngươi phiền phức quá rồi đấy, tránh ra. Nói thế nào các anh cũng không tin. Để biết thật hay không, các anh thử mang bột này cho gà ăn đi. Amit, thử đi cho nó đỡ lằng nhằng. Nhanh, chúng tôi còn về nữa, đói quá rồi. Ta sẽ thử. Nếu người lừa bọn ta thì không sống đâu. Dạ, được được, nếu tôi nói sai tùy các anh xử lý. Hả? Cảm ơn anh. Suýt chút nữa thì con tôi và cả thôn này đã mất mạng rồi.
chúng tôi đã cướp hàng hóa của anh. Nhưng thay vì oán hận, anh đã làm mọi việc để cứu chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cũng tức giận, định để mặt các anh. Nhưng tôi không đành lòng nhìn mọi người phải mất mạng. Không ai làm sao là mừng rồi. Hy vọng các anh chăm chỉ làm ăn, không trộm cắp nữa. Chào các anh, hẹn lần sau gặp lại. Tạm biệt anh nha, ân nhân. Chúng ta còn mặt mũi nào tiếp tục thủ đoạn hại người này nữa chứ. Từ nay hãy chăm chỉ làm ăn thôi. Con đường qua thôn nhỏ đã thanh bình trở lại. Sự cai quản của đội cảnh sát chưa mang lại hiệu quả, nhưng tấm lòng thiện lương của người lái xe lại thay đổi tất cả. Chỉ cần mỗi người giảm bớt hận thù và cho đi một chút yêu thương thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Cô bé muốn được xấu xí. Chị Cúc, chị cho em chơi gấu bông với. Không được đâu, em chơi dơ lắm, sẽ làm bẩn mất chú gấu này của chị á. Em sẽ cố giữ thật sạch sẽ mà. Chị đã nói không là không. Vậy không thèm nữa, lát em bảo mẹ mua cho em con gấu bông mới, to hơn con này gấp vạn lần luôn. Đây là phần thưởng mẹ mua cho chị, vì được học sinh xuất sắc. Em mà đòi, mẹ cũng không mua cho em đâu. Chị thật quá đáng, chị suốt ngày chỉ giữ đồ chơi làm của riêng thôi. Nè, sao lúc nào con cũng tranh giành với chị Cúc thế? Thôi cả hai chị em mau thay quần áo đi, cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối nhé. Vâng ạ. Chị sẽ mặc chiếc váy mới này, em thấy nó có đẹp không? Chị tự soi gương đi, chị có vết chàm trên má xấu lắm, dù có mặc gì cũng không thấy đẹp được đâu. Nè, con vừa nói cái gì thế? Mẹ cấm con nói như vậy với chị Cúc nghe chưa? Con có nói sai đâu. Con gái ngoan, không có gì phải buồn về vẻ ngoài cả. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con gái bố học giỏi lại ngoan ngoãn, thế thì có gì phải buồn nào. Thế con mặc váy nào hả mẹ? Con chẳng có chiếc váy mới nào hết. Cả đống quần áo váy vóc của chị Cúc để lại cho con đó thôi. Chị mặc chật mà bỏ đi cũng tiếc, con mặc lại có sao đâu. Cần gì phải mua mới nữa cho phí. Thôi, mặc thế được rồi. Nhà mình đi ăn tối đi nào. Nhìn con bé bà bên kia kìa, mặt nó... Cái vết chàm ấy trông kỳ quá. Mặc kệ người ta, ăn đi con, món này ngon lắm. Miếng này ngon nhất đĩa, nhường cho con gái bố. Con gái giỏi quá. Ăn nhiều vào con nhé. Có gì đâu mà bố mẹ phải dỗ chị ăn như dỗ em bé thế. Con không được nói như thế, con cũng phải động viên chị chứ. Dù sao chị Cúc cũng chịu thiệt thòi hơn con nhiều. Bố mẹ ơi, đây là kết quả thi học sinh giỏi toàn thành phố của con. Trời ơi, con gái của mẹ giỏi quá à. Được mời tới dự lễ vinh danh học sinh giỏi toàn thành phố này. Bố biết là con gái của bố giỏi mà. Nè, con có giấy gì đấy? Dạ, con... Cô giáo mời bố mẹ tới họp phụ huynh ạ. Có phải tại kết quả học tập của con lại đứng đội sổ không hả? Dạ, dạ cô nói con không làm bài tập về nhà nên... Sao con lại không làm bài tập về nhà? Dạ, tại khó quá ạ. Bố mẹ bận, chị Cúc cũng bận học bài của chị ấy. Nên con không hỏi được ai. Trời ơi là trời, sao mà tôi lại sinh ra đứa con kém cỏi thế này chứ? Hôm trước thì cô giáo mời phụ huynh về tối trốn học đi chơi. Hôm nay thì... Trời ơi! Con nhìn chị Cúc kia kìa, lúc nào cũng là học sinh giỏi toàn trường. Còn con, bố mẹ đến xấu hổ vì con. Bố mẹ lúc nào cũng chị Cúc. Chị Cúc thì có gì chứ? Chị ấy là kẻ dị dạng, xấu xí. Nè, im ngay! Không sao đâu con, con gái mẹ giỏi giang mà. Đi vào trong nhà ngay. Em phải quán triệt cô bé Na. Dạo này anh thấy nó hay gây gỗ với chị nó, nói những lời tổn thương tới con bé Cúc. Ừ, em biết mà. Con bé Cúc vốn bị vết chàm trên mặt nên phải chịu nhiều thiệt thòi. Em sẽ nhắc nhở con bé Na. Na,
Cúc ơi, ra ăn cơm đi các con. Con ra ngay đây ạ. À. Còn Na nữa, con đâu rồi? Con đây. Con làm trò gì thế? Thế này thì quá quát lắm rồi. Con còn chế nhạo trẻ con nữa à? Na, đi đâu đấy hả? Đứng lại. Thôi kệ nó đi anh ơi. Chắc nó sang nhà bà nội thôi mà. Còn với cái, hư lắm rồi. Mẹ ơi, nhật ký của em Na nè. Mẹ đọc thử đi. Hôm nay ngày 2 tháng 7, chị Cúc lại được mẹ mua cho một con gấu bông to đùng. Đó là con gấu bông mình rất thích. Chị còn có rất nhiều váy mới. Mẹ nói là để động viên cho chị. Chị vốn thiệt thòi hơn mọi người. Giá mà mình cũng được một phần của chị. Hôm nay ngày 8 tháng 7, mọi sự tập trung của bố mẹ đều dành cho chị Cúc hết. Mình cố tình không làm bài để cô giáo mời bố mẹ tới trường. Có như thế bố mẹ mới quan tâm đến mình hơn, nhưng lại bị mắng thậm tệ. Ước gì mình cũng có một vết chàm trên má giống như chị Cúc. Nhờ vết chàm này bố mẹ sẽ quan tâm đến mình hơn. Nè ơi, bố mẹ sai rồi, hãy tha lỗi cho bố mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.